Bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Hai mẫu sedan hạng B giá từ 400 triệu đến 500 triệu đồng sắp được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Nhiều dòng xe hạng B mới có thể được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới để cạnh tranh với Toyota Vios hay là Hyundai Accent. Ô tô hạng B là một trong những phân khúc có sự cạnh tranh gay gắt nhất tại thị trường Việt Nam ở tâm tiền từ 400 đến 600 triệu đồng, người dùng có thể có một loạt những cái tên để lựa chọn cho nhu cầu mua sắm xe sử dụng gia đình hoặc là chạy dịch vụ. Bên cạnh bộ ba Toyota Vios, Hyundai Accent và Kia Soluto thường xuyên có doanh số tốt, người Việt Nam hiện nay đang chờ đợi những mẫu xe mới được trình làng. Danh sách tân binh hứa hẹn sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới gồm có Honda City bản mới và Suzuki Ciaz. Honda City đang được bán tại Việt Nam là bản nâng cấp giữa đời xe thế hệ thứ tư ra mắt năm 2017. Xe có hai phiên bản với giá 559 và 599 triệu đồng. Trong khi đó, Honda City 2020 hiện nay đã được ra mắt tại Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị động cơ. Trước hết, Honda City mới mang dáng vẻ năng động hơn với các chi tiết được thừa hưởng từ đàn anh Civic cùng Accord. Điểm nhấn nổi bật là cụm đèn chiếu sáng LED dạng cánh chim và đèn hậu LED đồ họa 3D gấp khúc. Tại Thái Lan, Honda City 2020 có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4553, 1748 và 1467 mm. So với các phiên bản cũ, thông số chiều dài đã tăng thêm 113 mm, chiều rộng đã lớn hơn 53 mm nhưng chiều cao thì lại giảm 10 mm. Trong khi đó chiều dài cơ sở đạt 2589 mm ngắn hơn mức 2.600 của Honda City thế hệ thứ tư. Khoang lái được Honda thay đổi thiết kế hiện đại và trẻ trung hơn. Một số tiện nghi nổi bật trên Honda City 2020 có thể kể đến như tay lái bọc da tích hợp nút bấm và lẫy chuyển số, màn hình cảm ứng trung tâm 8 in, điều hòa tự động, ghế ngồi bọc da. Những nâng cấp đáng chú ý hơn nằm ở dưới nắp capo Tại từng thị trường đã ra mắt Honda City 2020 có tùy chọn động cơ khác nhau. Như ở Thái Lan, bốn phiên bản City hiện nay đang sử dụng động cơ tăng áp 1 lít. Trong khi đó, City 2020 tại Ấn Độ được trang bị động cơ 1 lít dưới hút khí tự nhiên với thông số cao hơn so với đời trước. Còn tại Malaysia, mẫu sedan Nhật Bản có công nghệ hybrid mang tên iMMD gồm động cơ xăng kết hợp với động cơ điện. Về mặt an toàn. Model Honda City bán tại Malaysia được nâng cấp thêm gói trang bị Honda Sensing và chức năng camera quan sát làn đường bên phụ lên Watch. Những tính năng tương đương đời xe đang bán tại Việt Nam có thể kể đến như 6 tư khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Tại Thái Lan, Honda City hiện nay có 4 biến thể với giá bán mức khởi điểm từ 579.500 bạc, tương đương 430 triệu đồng. Có thông tin cho rằng Honda Việt Nam sẽ ngừng lắp ráp và chuyển sang nhập khẩu Honda City 2020 từ Thái Lan. Xe có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tính đến tháng 7 năm 2020, Honda City có doanh số cộng dồn đạt 4.915 xe tại Việt Nam, xếp sau Toyota Vios 14.055 xe và Hyundai Accent 9.568 xe. Trong phân khúc sedan hạng B, đặc biệt trong tháng 6, Honda City bán được gần 2.200 xe, vượt qua Vios và giữ vị trí xe bán chạy nhất toàn thị trường. Tiếp theo, là một mẫu xe của nhà Suzuki, đó là Suzuki Ciaz. Cuối năm 2019, Suzuki Việt Nam đã tiến hành xả kho Ciaz với giá bán vào khoảng 400 triệu đồng. Sau hơn một nửa năm, hãng xe Nhật Bản âm thầm đưa phiên bản Suzuki Ciaz nâng cấp facelift trở lại khi công bố giá bán trên website chính thức. Theo đó, đời xe mới có giá đề xuất 529 triệu, thấp hơn mức 580 triệu đồng khi Ciaz lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2017. Tuy nhiên, chi tiết thông số kỹ thuật và thời điểm bán ra của Suzuki CS 2020 tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa được tiết lộ. Suzuki CS 2020 tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và có ngoại hình mới trẻ trung hiện đại hơn. Một vài chi tiết được tinh chỉnh có thể kể đến như tạo hình đèn trước, lưới viền tản nhiệt, cản trước, hốc đèn sương mù hay là viền đèn phản quang phía sau. Kích thước của Suzuki CS vẫn được giữ nguyên, dài rộng cao là 4.490, 1.730 và 1.475 mm. Chiều dài cơ sở 2650mm, các thông số này thuộc diện tốt nhất trong phân khúc hạng B hiện nay. Khoang lái rộng rãi vẫn là ưu điểm chính của Suzuki CS, tuy nhiên thiết kế nội thất đơn điệu chưa có sự thay đổi nào. Nâng cấp đáng chú ý hơn cả là hệ thống thông tin giải trí Suzuki Smart Connect với màn hình giải trí 7-in, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ở đời năm 2020, Suzuki CS chuyển sang dùng động cơ 125 lít và hộp số vô cấp CVT thay cho động cơ 1 4 và số tự động 4 cấp như trước. Công suất tối đa đạt gần 90 mã lực cùng mô men xoắn là 118 Nm. Tại Thái Lan, các phiên bản Suzuki CS Facelift sở hữu tính năng an toàn ở mức cơ bản như hệ thống phanh ABS EBD BA, hai túi khí cho hàng ghế trước, camera lùi và cảm biến lùi. Trong năm 2019, tổng doanh số của Suzuki CS chỉ đạt 1117 xe, xếp cuối cùng trong nhóm sedan hạng B. Lý do khiến cho CS 2020 dù có giá bán khá hấp dẫn nhưng vẫn chưa thể chính thức ra mắt được do là ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đồng thời, mẫu xe của Suzuki gặp thêm bất lợi khi các đối thủ lắp ráp trong nước hiện nay đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho đến hết năm 2020, theo nghị định của chính phủ. Theo các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ, chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công